truyện Quân Môn Trưởng Tức, tác giả Kim Nguyên Bảo, người dịch Mục Nhiên. Chuyện được đăng duy nhất trên kênh youtube Eoi Viên, vui lòng không đăng tải trên bất kỳ nền tảng nào khác. chương 181, chỉ có thể xem cô như kẻ thù. Lục Châu quay đầu nhìn, không thấy đan vô tích trong đám đông. Cậu tiếp tục đi về phía trước, luôn cảm thấy có người theo dõi mình, chắc là người của Đan Vu Tích. Lục Châu chen vào đám đông hết sức có thể, tránh không cho đối phương cơ hội xuất thủ lúc này một chiếc xe nát bét chậm rãi tách khỏi đám người bấm còi chạy tới bên cạnh lục châu người bên trong gọi lục tiên sinh mau lên xe lục châu nhận ra quản lý lâm và quản lý đỗ ngạc nhiên hỏi các anh không phải người của bộ đặc khu sao tại sao ở đây quản lý lâm trả lời lệ thượng tá tính ra cậu sẽ xuất hiện ở đây mau lên xe lục châu đưa hai vị đại thần ngồi lên xe nếu nam huyền tính ra tôi ở đây vậy anh ấy đâu sao không tới lệ thượng tá có chuyện cần làm nhờ chúng tôi đưa cậu về kinh đô trước lục châu cúi đầu nhìn cái ghế xấu xí lồi cả lớp khung sắt bên trong các anh dùng cái xe hỏng này đưa tôi về hả không sợ đi nửa đường gãy làm đôi ư quản lý đỗ bật cười không phải vì có nghèo thần đại nhân đi theo cậu mới bất đắc dĩ dùng cái xe hỏng này sao liên quan gì tới nghèo thần lệ thượng tá nói nếu chúng tôi lái xe của đơn vị qua, nghèo thần đại nhân chắc chắn tỏa linh khí biến cái xe thành đá ngay lập tức. Chỉ có xe nào càng cũ càng vô dụng mới tránh thoát số phận biến thành đá. Lục Châu giờ khóc giờ cười. Nam Huyền có nói cho các anh biết tôi bây giờ vô cùng xui xẻo không? Chưa nói tới việc suy khí có đưa tới tai nạn giao thông hay không. Các anh dùng cái xe nát bét này có ra khỏi thành phố Hải Phong không còn chưa biết. Quản lý Lâm và quản lý Đỗ Lức nhìn nhau, cười nói. Cậu không cần quan tâm cái này. Lệ thượng tá đã sắp xếp xong xuôi. Cậu chỉ cần ngồi trong xe chờ chúng tôi đưa về là được. Thôi được rồi, hy vọng có thể an toàn về kinh đô. Chiếc xe đi rất chậm, vì sợ các loại tai nạn giao thông, tốc độ chậm như đi bộ, cứ vòng vèo trong một con phố nào đó. Lục Châu âm thần đếm trong đầu, cả đám lái xe quanh con đường này 17 lần. Người theo dõi không thèm theo dõi nữa, đứng tại chỗ nhìn bọn họ chạy qua chạy lại khiến Lục Châu cực kỳ hoài nghi không biết có về nổi kinh đô hay không. Mặc dù từ lúc lên xe tới giờ chưa xảy ra việc gì đặc biệt xui xẻo, nhưng cậu có thể cảm nhận được lốp xe đang bị dò dì khí, chiếc xe vốn đi lại êm ái nay lại lắc lư cong vẹo, một trong mấy cái lốp xe bị xẹp xuống. Quản lý đỗ và quản lý lâm ngồi phía trước. Một người phụ trách lái xe, một người phụ trách nhìn cái mâm bát quái làm từ 8 tấm tử phù, hết sức đơn sơ, như thể nó được tạo ra tạm thời để ngăn nghèo thần biến cái mâm bắt quái thành đá. Ngay khi Lục Châu chuẩn bị ngủ gật, cây kim trên tấm phù đột nhiên điên cuồng chuyển động. Quản lý Lâm hưng phấn nói, tới rồi, tới rồi. Lục Châu không khỏi ngồi thẳng dậy, cái gì tới? Quản lý Lâm không trả lời cậu, ngồi vững. Quản lý đỗ đạp ga, tăng tốc xông về phía trước. Lục Châu thấy phía trước là ngõ cụt, nhưng quản lý không đạp phanh, vội vàng la to phía trước là tường, coi chừng đụng. Quản lý đỗ cũng rất căng thẳng, nhưng vẫn tiếp tục lái xe về phía trước. Mắt thấy chuẩn bị đụng phải bức tường, cảnh sát bỗng dưng thay đổi, từ con đường biến thành một cái sân lục châu hết sức quen thuộc. Lục châu kinh ngạc nhìn chung quanh, nơi này là Đại viện lệ gia. Chính xác, quản lý đỗ cười nói. Lệ thượng tá nói cậu rất xui xẻo, lo lắng biện pháp anh ta nghĩ ra không có tác dụng, bảo chúng tôi đừng nói cậu biết. Như vậy thì xác suất bị suy khí của cậu ảnh hưởng rất thấp. Thế vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tại sao thoáng cái trở về lệ ra? Chúng tôi sử dụng truyền tống trận để tránh suy khí trên người cậu ảnh hưởng tới hiệu quả truyền tống trận, Hắc Long đại nhân và Thao Thiết đại nhân núp ở phía xa mở truyền tống trận. Một khi phúc khí trên người cậu lấn át suy khí, chúng tôi lập tức xông về phía trận pháp. Quản lý Lâm đưa cái la bàn đơn sơ cho cậu nhìn. Đây là cái la bàn đo phúc khí trên người cậu là lệ thượng tá tự mình làm. Lục Châu vươn tay chạm lá bùa. Quản lý đỗ nói. Lục tiên sinh, mau xuống xe, nếu không bảo vệ lệ ra lại tưởng chúng tôi là kẻ gian. Lục Châu thấy nhân viên bảo vệ vây quanh xe, lập tức bước xuống. Là tôi. Lục thiếu. Nhóm bảo vệ ngạc nhiên nhìn cậu. Lục Châu gật đầu với bọn họ. Giao Long đi tới cười nói. Phương pháp của lệ thượng tá quả thực hiệu quả. Lục Châu nhìn phía sau. Mọi người đây. Giao Long nhìn nhóm quản lý đỗ. Tiến lại gần nói nhỏ bên tai cậu. Hắn ta chưa về. Bảo là muốn thừa dịp đại vu sư nam tương tộc không ở thành nam tương. Hành động một mình. Nên dạy dỗ cô ta một bài học. Lục Châu lo lắng hỏi. Anh ấy đi một mình ư? Không có vấn đề gì chứ. Với năng lực lệ thượng tá tuyệt đối không có vấn đề. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là suy khí trên người cậu. Mau tìm phúc thần nghĩ cách đi. Ai go? Lục Châu gọi quản gia tới, nhờ ông tiếp đãi nhóm quản lý Lâm rồi vào Dương môn viện tìm Phúc thần. Sau khi Lục Châu biến mất khỏi thành phố Hải Phong, người của Đan Vu Tích vội vàng gọi điện báo cáo. "Đại Vu sư, nhóm người Lục Châu sử dụng trận pháp rời thành Hải Phong." Đan Vu Tích tức giận cúp điện thoại, khó khăn lắm mới có dịp Lục Châu ở một mình lại để hắn trốn thoát, đúng là bỏ lỡ một cơ hội bắt người tuyệt vời. "Đại Vu sư, là ai khiến cô tức giận?" Một giọng nói vang lên sau lưng. Đan Vu Tích nhận ra giọng nói Lệ Nam Huyền, trong lòng cả kinh, thấy Lệ Nam Huyền hai tay đút túi quần, từ từ tiến lại gần chỗ mình, âm thanh xung quanh chợt yên tĩnh, chứng tỏ đối phương đã bày kết giới. Cô lấy lại bình tĩnh, nhìn con mắt trái của Lệ Nam Huyền. Từ lúc quen biết Lệ Thượng Tá đến nay, đây là lần đầu tiên tôi thấy Lệ Thượng Tá tháo miếng bịt mắt. Lệ Nam Huyền nhách khóe miệng. Vậy cô nên cảm thấy vinh hạnh, bởi vì không có bao nhiêu người có thể khiến tôi cởi miếng bịt mắt ngoại trừ người thân, còn lại chính là kẻ thù. Theo ý lệ thượng tá, hôm nay anh định coi tôi là kẻ thù sao? Đan Vu Tích cầm cây pháp trượng đại vu sư, một loại pháp khí khắc hình đầu rắn. Cô chỉ được xem như địch nhân. Lệ Nam Huyền cũng lấy pháp khí, một cây thước bằng ngọc trắng có khắc phù văn phức tạp, dài khoảng nửa thước, phía đôi treo một chùm tua rùa màu đen. Đan Vu Tích phe phẩy chiếc chuông trên cây pháp trượng, hử lạnh. Lệ Nam Huyền, anh quá coi trọng bản thân, dám một mình tìm đại vu sư nam tương tộc với sự. Lát nữa anh sẽ hối hận, hối hận tại sao lúc ban đầu không nhân cơ hội tôi vô ý lấy mạng tôi. Lễ Nam Huyền nhìn thấy một đám bọ đen ghê tởm luồn từ chân váy của cô chạy ra, châm chọc mỉm cười. Ban đầu không nhân cơ hội cô bất cẩn hạ thủ giết cô, bởi vì anh cảm thấy đối phó cô ta không cần đánh lén. Chưa kể cô ta là phụ nữ, thân là đàn ông mà đánh lén phụ nữ. Chuyển ra ngoài chẳng hay ho gì. Đám bọ đen nhanh chóng bỏ về hướng Lệ Nam Huyền, còn chưa kịp đến gần, Lệ Nam Huyền phút chốc nheo mắt, một cỗ áp lực mạnh mẽ bao trùm, kinh ngạc khiến tất cả đám côn trùng không dám tới gần, cuống quýt lui về phía sau Đan Vu Tích. Đan Vu Tích âm thầm sừng sốt. Tại sao đám sâu không tấn công Lệ Nam Huyền? Hơn nữa còn tự hồ rất sợ Lệ Nam Huyền. Anh làm gì đám sâu của tôi? Lệ Nam Huyền không trả lời cầm cây thức pháp khí lao về phía cô cây thức trong tay giống như một bộ phận của cơ thể xoay tròn tự do giữa các ngón tay tốc độ chóng mặt giống như cánh quạt điện xoay nhanh không ngừng đan vô tích vội vàng cầm cây pháp trượng ngăn cản cây thước tuy nhiên cây thước quá sắc bén chém đứt đầu con rắn trên cây trượng cô vội vàng tung phấn độc lệ nam huyền cầm cây thức ngăn trước mặt xoay cây thước cây thước thổi gió mạnh hất phấn độc vào mặt đan vô tích từ nhỏ Đan vô tích đã ngâm độc dược, bách độc bất xâm, huống chi phấn độc là do cô luyện chế, đương nhiên không có tác dụng với cô, có điều phấn độc bay vào mắt, cảm giác rất khó chịu. Lệ Nam Huyền nhân cơ hội cô phân tán lực chú ý, nhanh chóng ngưng tụ linh lực, đánh một trường vào giữa trán cô. Đan vô tích hét lớn, lảo đảo lùi về sau mấy bước, hộc máu. Ngoài việc giỏi kiểm soát các loại côn trùng độc và sử dụng chất độc, Đại vu sư nam tương tộc còn có võ thuật và linh lực không tồi đặc biệt là linh lực. Linh lực của bọn họ vô cùng mạnh. Đáng tiếc linh lực thường được sử dụng để nguyên rủa, cho nên pháp thuật nam tương tộc tương đối độc ác. Đáng tiếc hơn nữa, cho dù linh lực của cô mạnh thế nào cũng không mạnh bằng người thủ hộ dương môn viện, lệ nam huyền. Kỹ năng đương nhiên không thể so với người quanh năm huấn luyện trong quân đội. Sâu độc e sợ sức mạnh trong mắt lệ nam huyền cũng không thi triển được. Lúc này, đan vô tích cơ hồ mất đi hai cánh tay. Đây là lần đầu tiên cô mắc lỗi ngoài tầm kiểm soát. Lệ Nam Huyền không cho cô cơ hội thở dốc, tiếp tục dùng cây thức đánh vào các khớp xương của đan vu tích, rắc rắc mấy tiếng, hai chân đan vu tích bị gãy, cơ thể lập tức mềm nhũng, ngã quỵ xuống đất. Đến cả sức cầm pháp trượng cũng không có, giống như cho đáng thương thống khổ gào thét. Lệ Nam Huyền, thù này tôi ghi nhớ, chỉ cần tôi không chết, tôi sẽ trả lại một trăm lần, một nghìn lần. Lệ Nam Huyền thờ ơ nói, vừa rồi tôi đánh cô vài chiêu, là bởi vì cô không giáo dục tốt em trai, dung túng em trai tùy ý làm bậy. Em trai cô sát hại bao nhiêu phụ nữ, trong lòng cô rất rõ. Cô không biết dạy dỗ, còn để bọn họ tiếp tục làm sằng làm bậy. Tôi đánh gãy xương cô coi như còn nhẹ. Tôi có dạy em trai hay không liên quan gì tới anh? Anh là người ngoài quản cái gì? Lệ Nam Huyền lãnh lệ nhìn chầm chầm. Nếu không phải cô bao che em trai, thủ hạ của tôi đã không chết. Ánh mắt đan vu tích nhìn Lệ Nam Huyền đầy cừu hận lệ nam huyền tôi là đại vu sư nam tương tộc anh đối xử với tôi thế này có biết sẽ lãnh hậu quả gì không một cái thành phố nam tương nho nhỏ cũng đáng để tôi sợ hãi tôi không xứng làm người lệ gia lệ nam huyền dùng cây thước đánh đất gân của cô đây là đánh thay bạn đời tôi cô nói bạn đời tôi không dậy nổi tôi khiến chân tay cô từ giờ không bao giờ nhấc nổi cuối cùng không đan vô tích nhận ra động tác tiếp theo của lệ nam huyền kinh hoàng kêu to anh không thể. Lệ Nam Huyền dùng thước đánh vào bụng, đồng thời đánh tan toàn bộ linh lực trong cơ thể cô. Đan vu tích gào thét thê lương, một lần nữa hộc máu, ngã vật ra đất, thói thóp nói. Lệ, Lệ Nam Huyền. Anh, nếu anh giết tôi, đại vu sư Nam Tương Thành sẽ không bỏ qua cho anh. Vậy thì phải xem cô có bản lĩnh giữ hơi thở cuối cùng nói cho người Nam Tương Thành biết người giết cô là ai. Lệ Nam Huyền không động thủ nữa, xoay người bỏ đi mãi tới khi Đan Vu Tích không nhìn thấy bóng dáng anh nữa, anh mới phá hủy kết giới. Người dân đi qua gần đó thấy Đan Vu Tích nôn ra máu ngã dưới đất, vội vàng gọi xe cứu thương, vừa hô cứu, có ai không xảy ra án mạng. Không lâu sau, người của Đan Vu Tích tới, thấy Đan Vu Tích nằm dưới đất cuống cuồng nói, đại Vu sư. Thế nhưng Đan Vu Tích chưa kịp nói câu sau cùng, đám bọ đen mà Đan Vu Tích thả ra trước đó không còn ai kiểm soát bắt đầu cắn trả, bò lên người đan vu tích, gặm cắn máu thịt của cô. Đám thủ hạ muốn cứu đan vu tích, nhưng linh lực không cao, không thể khống chế đám sâu, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám sâu bọ gặm cắn cơ thể cô. Thời điểm đan vu tích tắt thở, hai trong mắt trợn to không cam lòng, có điều chưa tới mười mấy giây, đan vu tích bị gặm chỉ còn đám xương. Người qua đường điên cuồng hét trói tai. Trời ơi, sâu gì mà ghê quá, mau, mau đốt hết sâu đi. Lệ Nam Huyền đứng một góc theo dõi cảnh này, chắc chắn Đan Vu Tích đã chết mới rời đi. Thật ra thì lúc Đan Vu Tích tới học viện Huyền Thiên, anh chưa từng nghĩ đến việc lấy mạng cô. Tuy nhiên khoảng thời gian trước anh tính ra chuyện Đan Vu Tích muốn gây bất lợi cho Lục Châu, cảm thấy không thể dung túng Đan Vu Tích được nữa. Người đàn bà này quá ác độc, đặc biệt thù dai, nếu không chủ động đối phó cô ta, cô ta càng làm thêm nhiều chuyện tổn thương người nhà anh. Anh không muốn làm bẩn tay mình nên để lũ côn trùng của cô ta đối phó cô ta. Đây chính là cái giá phải trả khi nuôi sâu bọ. Chương 182, chúng tôi vẫn tốt. Lục Châu và Dương Môn viện, Phúc Thần cùng nhóm ông lão lập tức vây quanh. "Tiểu Châu, cậu không sao chứ?" Lục Châu cười đáp. "Cháu không sao, cảm ơn các ông quan tâm." Lão Táo thấy hai người đu trên vai Lục Châu, lại gần nhìn thử, kinh ngạc nói: Người này không phải nghèo thần và ôn thần sao? Sao bọn họ đi theo? Còn nằm trên người cậu. Mọi người nghe thấy hai chữ nghèo thần, thoát một phát, tất cả chui vào lòng đất, sân viện náo nhiệt bỗng trở nên vàng ngắt. Lục Châu Ngạc Nhiên, nhóm ông lão đi đâu thế? Lão Táo tức giận, nếu tôi mang theo tiền trên người, tôi cũng biến. Lục Châu buồn cười. Các ông sợ nghèo thần biến đồ của các ông thành đá đúng không? Hồi xưa thì không sợ mọi người có tiên khí ngăn cản. Bây giờ tiên khí còn không bằng đám thần tiên cấp thấp bên ngoài Dương Môn viện, chống đỡ không nổi, mọi người sợ pháp khí biến thành đá hoặc cho tàn. Lục Châu tò mò hỏi, vậy Dương Môn viện chúng ta trồng nhiều dược thảo quý giá, còn cây dụng tiền nữa, nghèo thần có biến chúng thành đá không? Không biết. Nếu thứ gì cũng biến thành đá, hắn ta không gọi nghèo thần, nên gọi là đá thần. Nghèo thần chỉ có thể biến tiền hoặc những thứ mua được bằng tiền hoặc một số vật phẩm có giá trị thành đá, còn đám cây cối trồng dưới đất không bị ảnh hưởng. Cây dụng tiền thì càng không. Nó là đồ của thần tài. Thần tài và nghèo thần tương khắc, không bị biến thành đá. Nghèo thần cũng có thể ảnh hưởng đến vận may phát tài của người khác. Nhưng nếu nghèo thần thu hồi khí nghèo, mọi chuyện sẽ bình thường. Lão táo thấy nghèo thần tỏa khí nghèo, mặc dù khí không mạnh, nhưng vẫn có khả năng biến nhiều thứ thành phế phẩm. Lục Châu nghe nói nghèo thần cũng sẽ ảnh hưởng đến vận may phát tài của người khác, không khỏi nhìn về phía máy tính đặt ngoài đình đá. Tức là cái máy tính sách tay dùng để bán thảo dược, hoặc sẽ biến thành đá hoặc hóa thành cho tàn. Đồ vật sau khi biến thành đá có thể thay đổi về hình dạng ban đầu không? Ông nhìn nhẫn chữ vật của cháu biến thành đá, không biết có khôi phục lại hình dạng ban đầu không? Được chứ, được hết, miễn là nghèo thần thu hồi khí nghèo. Lục Châu bất lực thở dài. Ngày ấy và ôn thần uống say, đợi nghèo thần thu hồi khí nghèo chắc là mấy ngày nữa. Tôi đi nấu chén trà giải rượu cho bọn họ uống. Lão táo sai người vào phòng bếp. Tiểu Châu, ông lão giấu xong toàn bộ đồ vật quý giá, trồi lên mặt đất, tới bên cạnh Lục Châu. Sao nghèo thần và ôn thần đeo bám trên người cháu? Lục Châu trả lời. Hai ngày ấy uống say. Ông lão lại gần kéo nghèo thần ra, nhưng làm sao cũng không kéo nổi. Ngay sau đó, nhóm vạn lão lần lượt trở về mặt đất, giúp đỡ kéo nghèo thần và ôn thần ra ngoài, nhưng không thể nhúc nhích. Trà giải rượu tới đây, dậy uống trà. Lão táo bưng hai ly trà lớn đi tới. Nhóm ông lão cầm ly trà, rót vào miệng nghèo thần và ôn thần. Mấy phút sau, nghèo thần và ôn thần hơi hơi thanh tỉnh, buông lỏng lục châu, ngồi vào ghế dựa, gục xuống bàn tiếp tục mê man. Đúng lúc này, lệ nam huyền, hắc long và thao thiết trở lại dương môn viện. Thao thiết bước vào sân lập tức hô. Táo vương ra, bữa tiệc lớn đâu? Ông chuẩn bị xong chưa? Lão Táo nói, Táo vương nãy nãy nhà ngươi đang chuẩn bị ở nhà bếp phía sau. Thao thiết lập tức chạy đến hậu viện. Lục Châu chạy về phía lệ Nam Huyền. Nam Huyền, anh không bị thương chứ? Lệ Nam Huyền kéo tay, kiểm tra cơ thể cậu. Câu này để anh hỏi mới đúng. Động đất có bị thương không? Về sau có gặp chuyện gì xui xẻo không? Không có, không có. Lục Châu kéo người qua một bên, thấp giọng hỏi. Sao anh đột nhiên muốn dạy dỗ Đan Vu Tích? Chuyện này phải nói từ lúc em bị nghèo thần mang đi. Anh Đinh đi tìm em, nhưng nghĩ tới suy khí sẽ ảnh hưởng tới pháp lực của mọi người nên thôi. Anh tìm em cũng không giúp được gì, không bằng thừa dịp em không có mặt, nghĩ cách đưa em về dương môn viện. Ngay lúc anh nghĩ ra biện pháp, đột nhiên phát sinh động đất, nhóm quản lý Lâm gọi điện tới báo, nói em và nghèo thần, ông thần biến mất. Sau đó anh bói toán thử xem em ở đâu. Không ngờ phát hiện đàn vô tích thừa cơ hội em đi lạc. Nếu không bắt được em sẽ giết chết em. Lúc đó anh nghĩ, anh cắt dương vật của hai đứa em trai cô ta. Một kẻ ác độc như cô ta chắc chắn sẽ ghi hận, không bỏ qua cho chúng ta. Nếu không nhân cơ hội loại bỏ cô ta sớm, tương lai cô ta sẽ khiến chúng ta nhức đầu. Cô ta sẽ không ngừng tìm chúng ta gây sự, sẽ tổn thương người nhà của anh và em, cho nên. Lục Châu tiếp lời cho nên anh giết cô ta. Anh chỉ khiến cô ta bị thương. Cuối cùng, chính đám sâu bọ của cô ta cắn chết. Lệ Nam Huyền nhao mắt. Mặc dù cô ta đã chết, nhưng chắc chắn tương lai còn phát sinh nhiều chuyện rắc rối. Đại vu sư Nam Tương Tộc sẽ điều tra, thánh nữ có thể xuất động. Thánh nữ. Thánh nữ ngang hàng với thủ lĩnh Nam Tương Tộc. Linh lực cô ta còn cao hơn cả đại vu sư. Nghe nói thánh nữ có dị năng đặc biệt, nhưng muốn sử dụng dị năng phải giữ thân mình trong sạch. Để tránh việc thánh nữ bị đàn ông ô nhục hoặc yêu đương với đàn ông, cô ta phải ở trong thánh điện quanh năm không lộ mặt. Ngoại trừ nhóm đại vu sư, người ngoài không biết dị năng của thánh nữ là gì. Có điều anh từng phái người điều tra, quan hệ giữa Đan Vu Tích và thánh nữ không bình thường. Hai người có quan hệ bí mật tương tự như anh và em. Lục Châu ngạc nhiên nhìn anh. Hai người họ là tình nhân? Có lẽ thế vậy nên thánh nữ chắc chắn xuất hiện. Vậy không phải sau này càng phiền hà hơn sao? Lệ Nam Huyền bật cười xoa đầu cậu. Em không cần lo cái này. Mấy năm gần đây Tổng thống muốn chấn chỉnh Nam Tương, chẳng qua là không tìm được lý do. Nếu thánh nữ liều động nhân lực làm lớn chuyện, Tổng thống có lý do quang minh chính đại giải tán đại vu sư. Phải rồi, Phúc Thần có xóa được suy ấn trên chán em không? Em còn chưa cho Phúc Thần nhìn suy ấn. Em cho Phúc Thần kiểm tra suy ấn trước đi. Chuyện khác nói sau, Lục Châu tới bên cạnh Phúc Thần. Phúc Thần đại nhân, phiền ngài kiểm tra suy ấn của cháu. Phúc Thần nhìn chán Lục Châu. Suy thần đóng suy ấn còn mạnh hơn những gì tôi thấy trên điện thoại, không dễ dàng xóa bỏ, tốt nhất là tự hắn thu hồi, không thì chúng ta sẽ bị nó cắn trả, chuyển suy khí sang cho tất cả mọi người. Lão Táo nói, trở nghèo thần và ôn thần tỉnh, nhờ hai người họ giúp xóa bỏ suy ấn. Phúc Thần chế diễu ông cảm thấy hai người bọn hắn sẽ giúp chúng ta sao trước kia ở trên thiên cung mỗi lần thấy suy thần nghèo thần và ôn thần cùng một chỗ không ai không chê cười ba người họ sợ suy khí nghèo khí và ôn khí dính vào người lúc các tiên nhân tụ họp thường không mời ba người họ tham gia bởi vì họ cho rằng bữa tiệc ngon lành sẽ bị ba vị thần làm cho dối tung dần già suy thần nghèo thần và ôn thần trở thành anh em tốt ít khi nào qua lại với các thần tiên khác đổi cách nói bây giờ bọn họ và nhóm suy thần là người xa lạ mà quen biết nhau trăm nghìn năm thậm chí lâu hơn nhưng số lần mọi người tán gẫu có thể đếm trên đầu ngón tay bây giờ có thể trông cậy nhóm nghèo thần giúp đỡ giải trừ suy ấn sao lão táo phúc thần ông đúng là hiểu chúng ta ôn thần gục trên bàn bỗng dưng mở miệng sau đó ngồi dậy ngay ngắn nhìn phúc thần ngoài cười trong không cười nói vạn năm không thấy thần lực của ông trở nên yếu kém ông còn là phúc thần đại nhân uy phong bát diện năm đó sao uy phong bát diện uy phong ở tất cả mọi mặt lục châu bật cười ôn thần đại nhân các ngày tỉnh rượu phúc thần lạnh nhạt nói chuyện nói đàng hoàng đừng có đâm chọc người khác lúc này nghèo thần cũng ngồi ngay ngắn phúc thần đại nhân không ngờ cũng có ngày ông nhờ cậy chúng ta phúc thần sầm mặt cái lỗ tai nào của ngươi nghe tôi nhờ cậy nghèo thần nói nếu không nhờ cậy thế chuyện vừa rồi chúng ta coi như không nghe thấy phúc thần tức giận vỗ bàn mặt tỉnh rượu rồi thì cút khỏi dương môn viện mau chúng ta không đi đấy ông làm được gì vạn năm không thấy da mặt càng dài lục châu cao mày thần tiên cũng không có quan hệ tốt sao nghèo thần ông thần và phúc thần đồng thanh trả lời chúng tôi rất tốt lục châu Lễ nam huyền kéo tay lục châu hai ngày nay chúng ta chưa nghỉ ngơi chứ để mấy ngày ấy tâm sự, chúng ta ngủ dậy tìm các ngày ấy sau. Lục Châu gật đầu. Nghèo thần. Ôn thần và phúc thần tiếp tục cãi vã, sau đó có phong bá, điện mẫu, vân vân thần tiên cũng gia nhập gây gỗ, thiếu chút nữa đánh nhau. Lục Châu về dương môn viện, bởi vì xung quanh không còn chuyện nguy hiểm, những chuyện xui xẻo giảm đi rất nhiều, cậu và Lệ Nam Huyền ngủ thẳng một giấc tới chiều. Lệ Nam Huyền và Lục Châu thức dậy, các thần tiên còn đấu đá, Tĩnh tọa La Hán một mực khuyên nhủ mọi người sống chung hòa bình. Hàng Long ở một bên ồn ào hô hào đánh nhau, vô cùng náo nhiệt. Nam Huyền, Nam Huyền, con có bên trong không? Lệ Nam Huyền chuẩn bị vào đại sảnh ăn cơm, nghe thấy Lam Nhược Nhiễm gọi, xoay người bước ra ngoài dương môn viện. Mẹ, xảy ra chuyện gì sao? Không phải trường hợp khẩn cấp, Lam Nhược Nhiễm sẽ không tới dương môn viện tìm người. Nam Huyền, sao điện thoại của con không gọi được? Không nhờ bảo vệ báo lệ Nam Huyền đã trở về, lam nhược nhiễm sẽ không vội vàng chạy đi tìm điện thoại bị hư lam nhược nhiễm sốt ruột nói mẹ tương ý gọi điện tới báo tương ý tự sát vào bệnh viện nói chúng ta qua thăm một lát lệ nam huyền nhíu chặt chân mày lục châu vừa ra ngoài cửa nghe thấy tương ý tự sát làm sao lại tự sát chuyện này lam nhược nhiễm ngập ngừng mẹ tương ý nói từ lúc con với nam huyền kết hôn tâm tình nó rất tồi tệ ngày nào cũng mỉm cường gượng gạo từ từ lâm vào chứng trầm cảm đã tìm rất nhiều bác sĩ nhưng không chữa được sáng hôm nay người giúp việc phát hiện con bé cắt cổ tay tự sát trong phòng may mà đưa tới bệnh viện kíp thời không thì lục châu nói với lệ nam huyền anh đi thăm cô ấy đi thật ra cậu cũng muốn đi theo nhưng cậu mà đi chắc bệnh nhân càng kích thích hơn với lại trên người cậu có suy ấn nếu đi theo nói không chừng cắt tương ý càng xui xẻo trực tiếp qua đời không biết chừng. Các tương ý và lệ nam huyền lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Bây giờ xảy ra chuyện, nhất định phải mau chóng đến thăm. Lệ nam huyền dặn dò Lục Châu một vài chuyện, cùng Lam Nhược Nhiễm tới bệnh viện. chương 183, chính anh bức em thành bộ dáng này. Cốc tố và lôi tôn đến bệnh viện sớm hơn lệ nam huyền một bước. Lệ nam huyền nghe tiếng hai người hỏi thăm ba mẹ các tương ý về tình hình của cô, lại gần hỏi. Tình huống tương ý thế nào? Mẹ các thế lệ nam huyền Hết sức kích động. Nam Huyền, cháu tới rồi. Bà Cát xót so xa nói, con bé còn đang hôn mê, nhưng bác sĩ nói, con bé sẽ mau tỉnh thôi. Lam nhược nhiễm thở phào. Thế thì tốt, thế thì tốt. Bà thật lòng yêu thương các tương ý như con gái, luôn muốn các tương ý làm con dâu mình, nhưng ông trời không thuận theo ý nguyện mỗi người. Con trai bà không thích các tương ý vậy đành thôi, không thể ép con trai cưới người mà nó không thích, lỡ giờ cả đời bây giờ đối mặt gia đình họ cát bà rất áy náy hy vọng các tương ý sớm tìm được người đàn ông tốt với con bé hơn lúc này nữ y tá trực phòng mở cửa thấp giọng nói bệnh nhân đã tỉnh mọi người có thể vào thăm cô ấy có điều tâm trạng bệnh nhân không tốt mọi người đừng kích thích cô có chuyện gì thì nhấn chuông mẹ cát nói cảm ơn y tá bà cát nói chúng ta vào thăm nó đi lệ nam huyền nói chú thím cháu không vào tránh kích thích cô ấy mẹ cắt cuống cuồng nhưng nhưng nó rất muốn gặp cháu đợi chắc chắn cô ấy muốn gặp cháu sẽ vào bà cát gật đầu được rồi nam huyền cháu ngồi chờ bên ngoài chú vào hỏi thử tương ý có muốn gặp cháu hay không vâng lam nhược nhiễm mở miệng tôi cũng chờ tương ý chắc chắn gặp nam huyền mới vào được rồi mẹ cát không biết con gái mình đang nghĩ cái gì không dám cam đoan con gái thấy lệ Nam Huyền có kích động hay không. Cốc Tố vỗ vai lệ Nam Huyền, bước vào phòng cùng ba mẹ cát. Cát tương ý bị quấn băng ở cổ tay, nằm yếu ớt trên giường bệnh, mặt không còn chút máu. Cô nhìn đám người lôi tôn rồi nhàn nhạt nhìn đi chỗ khác, nói với giọng điệu xa lạ: Không phải các anh không muốn thấy em sao? Cần gì đến thăm em? Ba mẹ cát khó hiểu nhìn nhóm lôi tôn. Cốc Tố và lôi tôn lúng túng nhìn nhau, trả lời: Tương ý em nói cái gì thế sao bọn anh không muốn gặp em gần đây em tìm các anh các anh đều nói không rảnh gần đây bọn anh quả thực rất bận mấy người trước còn nói lâu rồi không tụ tập muốn dành thời gian ra ngoài gặp mặt à phải cốc tố vội vàng nói sang chuyện khác thử thăm dò a à, huyền ở bên ngoài em có muốn gặp cậu ấy không cắt tương ý kích động a à, huyền tới lôi tôn và thư triển âm thầm thở dài cô ấy vẫn không thể bỏ được lệ nam huyền Mẹ Cát mỉm cười. Nó sợ con không muốn gặp, chờ bên ngoài. Mẹ đi ra kêu nó vào. Cát Tương Ý gật đầu, vươn tay chỉnh chỉnh đầu tóc, hỏi ba mình. "Ba, bây giờ nhìn con rất khó xem đúng không? Có khiến người ta không nhận ra không?" Ba Cát thở dài cười nói. "Không, con bây giờ rất đẹp." Mẹ Cát ra ngoài phòng bệnh. Nam Huyền, Tương Ý muốn gặp cháu, đợi lát nữa gặp con bé, cháu đừng kích thích nó, làm phiền cháu lệ nam huyền gật đầu đi vào trong cát tương ý thấy anh lập tức vỗ mép giường gọi anh tới ngồi nam huyền mau tới đây lệ nam huyền không động đậy nhìn trước giường nam huyền mau tới ngồi mẹ cát vội vàng đẩy anh sang ngồi lệ nam huyền vừa ngồi xuống giường cát tương ý lập tức nắm tay anh nam huyền lệ nam huyền nhớn mày nhanh chóng rút tay về những người khác trố mắt nhìn nhau không biết nên nói cái gì sắc mặt các tương ý tái xanh Khi động nói em chỉ muốn nắm tay anh mà thôi đâu phải bệnh hoạn có đến mức anh phải vội hất tay em ra không a à huyền anh ghét em vậy sao đến cả nắm tay cũng không cho nắm a à huyền hồi trước anh không phải như vậy từ khi anh kết hôn với lục châu anh thay đổi rồi anh không gần gũi không thân cận với em không quan tâm em nữa đều tại lục châu đều là lỗi của hắn hắn không nên xuất hiện hắn đang chết mọi người nhìn khuôn mặt sinh dep dần dần biến dạng mỗi người một cảm giác nhất là mẹ cát thấy con gái biến thành bộ dáng này tim đau như cắt lệ nam huyền đứng dậy cắt ngang lời cô anh đột nhiên nhớ ra em vừa tỉnh dậy chưa ăn gì anh đi mua đồ ăn cho em cát tương ý thay đổi sắc mặt hỏi thật không ừm anh đi mua cháo cho em lát nữa về cốc tố nói a à, huyền tôi đi với cậu hắn nhanh chóng đuổi theo lệ nam huyền lúc vào thang máy mới mở miệng vừa rồi nhìn bộ dáng tương ý điên cuồng đúng là khó chịu sao em ấy biến thành như vậy thật sự bị người khác khống chế sao a à, huyền sao cậu không mau cứu em ấy tôi muốn em ấy trở về dáng vẻ hào phóng khéo léo như xưa lệ nam huyền yên lặng một hồi em ấy sẽ nhanh chóng khỏe lại thật không tốt quá rồi lệ nam huyền và cốc tố mua cháo gần bệnh viện sau đó trở về. Lúc đi ngang qua cửa phòng vệ sinh, Lệ Nam Huyền nói. Cậu chờ ở đây một lát, tôi vào nhà vệ sinh. Cốc Tố đắp. Ừ, cậu đưa cháo tôi cầm cho. Lệ Nam Huyền không để ý hắn, xách bịch cháo vào nhà vệ sinh. Hay A Huyền mang cháo vào nhà vệ sinh có ổn không? Cốc Tố thấy người đi vào nhà vệ sinh quay đầu nhìn mình, không thể làm gì khác đành ngậm miệng. Khoảng 10 phút sau. Lệ Nam Huyền sách bịch cháo đi ra. Cốc tố nhìn chằm chằm Lệ Nam Huyền, hỏi. Sao cậu đi lâu thế? Không phải cậu ý cứt vào cháo đó chứ? Lệ Nam Huyền im lặng trợn mắt nhìn hắn. Sao tôi phải ý cứt vào cháo? Bởi vì vừa nãy tương ý nói Lục Châu đáng chết. Lệ Nam Huyền buồn cười. Chỉ có thể mà tôi phải ý cứt vào cháo. Cậu quá để mắt tôi rồi đấy. Cốc tố ậm ừ. Dù gì chúng ta cũng chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, người ngoài không biết tôi còn không hiểu cậu sao nhìn thì chính trực công minh thật ra là một bụng hôi thối lệ nam huyền buồn chẳng muốn để ý đẩy cửa phòng bệnh nghe các tương ý khóc lóc ồn ào sao a à huyền chưa trở lại có phải anh ấy lấy cớ đi mua cháo rời đi đúng không sao anh ấy gạt con sao anh ấy bỏ mặc con tương ý con đừng gấp bây giờ mẹ gọi điện hỏi nó một chút mẹ cát một bên an ủi một bên lấy điện thoại sau đó thấy lệ Nam Huyền đẩy cửa tiến vào, cười nói. Nam Huyền về rồi. Cát tương y vội vàng lau khô nước mắt, mỉm cười. A à, Huyền anh về rồi. Cốc tố quả thực chịu không nổi bộ dáng hiện tại của Cát tương ý, bước nhanh tới chỗ thư triển. Thư triển không nói chuyện, lặng lặng nhìn Cát tương ý đang gây sự. Lam nhược nhiễm nhìn bộ dáng Cát tương ý hiện tại, trong lòng âm thầm vui mừng vì con trai không cưới con bé. Với thân phận người bình thường, nếu đụng phải quỷ rồi giật mình sợ hãi các thứ nọ kia linh tinh, há chẳng phải mỗi ngày đều khóc nháo, muốn con trai ở bên cạnh dỗ dành. Nhưng con trai là quân nhân, không thể nào ở nhà với con bé mãi được. Hiện tại Lam Nhược Nhiễm càng nhìn Lục Châu càng thấy thuận mắt. Trước kia vì một số việc vật vãnh mà người trong nhà âm thầm đấu đá. Từ khi Lục Châu tiếp nhận quản lý việc đối nội trong nhà, ai ai cũng được đối xử bình đẳng như nhau. Một người được tặng đan dược chữa thương, tất cả mọi người cũng được tặng một viên đan dược chữa thương, không ai thiên vị. Bây giờ mọi người sống chúng hòa thuận vui vẻ, không so đo mấy chuyện nhỏ nhạt nữa. Chưa kể Lục Châu rất tôn kính hiếu thuận trưởng bối, mặc dù đôi lúc không cẩn thận như phụ nữ, nhưng rất hiểu chuyện. Điều đáng tiếc duy nhất là Lục Châu không thể có con, không cho bà sớm lên trước bà nội. Hai, bây giờ chỉ có thể đợi thêm vài năm, chờ đám con trai nhỏ kết hôn sinh con. Lệ Nam Huyền đặt cháo lên bàn, hỏi cắt tương ý. Anh mua cháo về rồi, em muốn ăn bây giờ không? Ăn, tất nhiên phải ăn, ăn xong mới có thể uống thuốc. Mẹ cát mỉm cười mở hộp. Cắt tương ý nhìn lệ nam huyền. Em muốn A huyền đút. Nụ cười mẹ cắt cứng đờ. Cái này, để một tên đàn ông đút cháo cho con gái, thân mật thái quá, huống chi người ta đã có bạn đời, làm sao đút cháo cho người phụ nữ khác được. Ba cát nhìn không nổi. Tương ý, đừng quấy nữa mau ăn cháo rồi uống thuốc. Cát tương ý tức giận nằm xuống hét lớn. A à, Huyền không đút, con không ăn. Mọi người để con đói chết đi. Con bà Cát giận chỉ muốn tát con gái một bạt, nhưng nói sao nó cũng là bảo bối của ông, giận đến mấy cũng không thể để nó xấu mặt trước người ngoài. Ông thở dài một tiếng, xoay người rời phòng. Nam Huyền, mẹ Cát dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn lệ Nam Huyền. Lệ Nam Huyền nhìn bát cháo trên bàn, để cháu đi. Lôi Tôn và Thư Triển kinh ngạc nhìn Lệ Nam Huyền. Căn cứ vào hiểu biết của bọn họ về Lệ Nam Huyền, anh không phải kiểu người dễ dàng thỏa hiệp, cho dù đối phương là người thân, anh cũng không cho phép đối phương tự ý đòi hỏi vô lý, sao lần này dễ nói chuyện thế. Cốc Tổ không khỏi đưa mắt nhìn bát cháo trên bàn, phát hiện màu cháo đen hơn so với bát cháo mới ra khỏi nồi khi nãy, hắn bất giác nhìn về phía Lệ Nam Huyền. Lệ Nam Huyền mặt không đổi sắc cầm bát cháo, nói với người trên giường, anh nuốt em ăn có ăn hay không? Cát tương ý nghe thế, vui vẻ ngồi dậy. Mọi người nhìn cô với vẻ mặt phức tạp. Lệ Nam Huyền múc một thìa cháo, đưa tới miệng Cát tương ý. Cát tương ý nói. Cháo nóng quá à, anh thổi thổi đi. Lệ Nam Huyền liếc mắt, thấy bộ dáng đối phương kiểu như, anh không thổi em không ăn. Anh thổi thổi thia cháo, nói, đây là lần cuối cùng. Cát tương ý hơi hơi tự mãn. Vĩnh viễn không có lần cuối cùng lệ nam huyền không nói gì cắt tương ý nuốt cháo vào bụng hỏi đây là cháo gì lệ nam huyền trả lời cháo xương ống cháo xương ống mùi vị là lạ hơi hơi đắng cắt tương ý ăn vài thìa đột nhiên cảm thấy buồn ngủ đến mức không mở mắt ra được cô ngáp một cái nói em buồn ngủ quá em muốn ngủ một giấc a à, huyền anh phải ở đây với em đừng đi có được không em muốn mở mắt ra nhìn thấy anh nếu không em không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Lễ Nam Huyền buông thể cháo. Em là người đầu tiên dùng cơ thể uy hiếp tôi. Là anh bức em thành bộ dáng này. Cát tương ý không chống đỡ được ngủ thiếp. Mẹ Cát lập tức mở miệng. Nam Huyền, cháu đừng đi được không? Thím thật sự lo tương ý tỉnh dậy lại làm điều gì đó tổn thương chính mình. Lệ Nam Huyền trả lời. Thím, thím yên tâm. Cháu không đi, cháu chờ em ấy tỉnh lại. Mẹ Cát ngại ngùng. Ừ, Cảm ơn cháu, để cháu khó xử rồi. Không có gì phải khó xử. Tương Ý giống như em gái cháu. Cháu đương nhiên không muốn em ấy xảy ra chuyện. Lệ Nam Huyền ngồi xuống bên cạnh nhóm cốc tố. Cốc tố chờ mẹ cắt ra ngoài tìm ba cát, vội hỏi: "A Huyền, có phải cậu bỏ thuốc vào cháu?" Lệ Nam Huyền nhấn mày. "Khi nào em ấy tỉnh lại các cậu sẽ biết." Chương 184: Tôi không sợ đắc tội hắn. Cát Tương Ý ngủ hai tiếng mới tỉnh dậy thấy mẹ cát ngồi trên giường bệnh mơ màng ngủ yếu ớt gọi mẹ mẹ cát nghe thanh âm con gái vội vàng mở mắt tương ý con khỏe không có khó chịu chỗ nào không hơi hơi chóng mặt cát tương ý cố hết sức chống nửa người trên mẹ cát kéo gối cho cô dựa vào cát tương ý thấy cốc tố đứng dậy ngạc nhiên hỏi sao các anh tới đây cốc tố ngẩn người đương nhiên là đến thăm em em cảm thấy khá hơn chút nào không Cát Tương Ý nhìn chung quanh, khó hiểu hỏi. Em đang ở bệnh viện sao? Phải. Cát Tương Ý càng khó hiểu hơn. Sao em lại vào bệnh viện? Em xảy ra chuyện gì? Ngoại trừ lệ nam huyền, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cô. Em không nhớ. Cát Tương Ý cẩn thận suy nghĩ, phát hiện càng nghĩ càng đau đầu, vội vàng lắc lắc. Em nghĩ không ra. Hay là trước khi đến bệnh viện đụng vào đầu, bây giờ xuất hiện di chứng. Mẹ cát vội vàng nhấn chuông gọi y tá. Y tá biết được tình hình, nhanh chóng gọi bác sĩ tới. Bác sĩ hỏi thăm tình huống não bộ của Cát Tương Ý, kiểm tra sức khỏe, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới thông báo kết quả cho mẹ Cát. Não bộ Cát tiểu thư không có vấn đề gì. Cô ấy không thể nhớ được một số việc, rất có thể vì cô ấy bị kích thích quá độ, tự lựa chọn mất trí nhớ một phần. Có một số bệnh nhân vì trốn tránh một ít chuyện cũng xuất hiện tình huống giống Cát tiểu thư, xin đừng lo lắng. Mẹ Cát vẫn không yên lòng thế thân thể con bé có bị ảnh hưởng gì không không chỉ là quên một số chuyện có thể sau này sẽ nhớ lại hoặc là quên lãng cả đời mẹ cát thở phào chỉ cần thân thể nó ổn là được rồi đợi bác sĩ rời khỏi lệ nam huyền nói với mẹ cát gì nếu tương ý không sao cháu và mẹ về trước cái này mẹ cát khó xử nhìn về phía cát tương ý lo lắng lệ nam huyền vừa đi con gái lại ồn ào bà hướng về phía con gái trưng cầu ý kiến tương ý nam huyền có việc để họ về trước được không nam huyền là ai các tương ý đang uống thuốc nghi hoặc nhìn mẹ cát rồi nhìn lệ nam huyền anh ta sao con quen biết anh ta ngoại trừ lệ nam huyền tất cả mọi người giật mình nhìn cô mới sáng nay các tương ý còn đòi sống đòi chết vì lệ nam huyền mấy giờ trước còn dùng cả thân mình uy hiếp lệ nam huyền không được rời đi bây giờ lại tỏ ra không quen lệ nam huyền mẹ cát không thể tin được nói con con không biết nó cát tương ý nhìn khuôn mặt lệ nam huyền không tài nào nhớ nổi người này là ai cô lắc đầu con không biết nó lệ nam huyền ngắt lời mẹ cát gì có một số việc không nhớ đối với em ấy mới là tốt nhất cứ để em ấy nghỉ ngơi cho khỏe sau khi xuất viện có thể ra nước ngoài thư giãn mẹ cát nghe thế cũng cảm thấy hay ít nhất con gái của bà sẽ ngừng phát sinh tình cảm ép buộc lệ nam huyền tới gặp mình bằng cách làm tổn thương cơ thể khiến cả nhà không có một ngày yên ổn phải rồi bà phải thừa dịp cắt tương ý không nhớ lệ nam huyền giới thiệu bạn trai mới cho nó để nó có một tình yêu tốt đẹp sau đó kết hôn sinh con ngay cả khi nó còn nghĩ về lệ nam huyền trong lòng nó còn những mối quan tâm khác sẽ không làm vướng bận lệ nam huyền bà gật đầu ừ cứ làm như cháu nói lệ nam huyền và lam nhược nhiễm rời phòng bệnh nhóm cốc tố quan tâm trò chuyện với các tương ý mấy câu cũng theo sau rời đi đuổi theo lệ nam huyền đang đứng chờ thang máy a à, huyền rốt cuộc cậu đưa tương ý ăn cái gì tại sao không nhớ ra cậu lệ nam huyền trả lời tôi cho cô ấy ăn một lá phù có thể hoàn toàn quên mất tôi là ai nhóm cốc tố kinh ngạc nhìn anh thế về sau em ấy không nhớ nổi cậu là ai nữa sao phải chỉ cần không có ai khôi phục trí nhớ cho cô ấy cô ấy sẽ không bao giờ nhớ ra tôi là ai lam nhược nhiễm thở dài không thể ngờ một người luôn luôn đoan trang tao nhã như cắt tương ý lại làm ra việc quá khích như thế cốc tố nói với vẻ mặt phức tạp nhưng mối giao tình mấy thập niên giữa em ấy với cậu chấm dứt tương lai hai người là những người xa lạ cậu thực sự không muốn tình bạn này nữa sao lệ nam huyền nói đây là chuyện không còn cách nào sau khi hay tin cô ấy cắt cổ tay vào bệnh viện Tôi còn do dự không biết có nên làm điều đó hay không. Lúc tới bệnh viện, thấy cô ấy ôm chấp niệm sâu sắc, tôi mới quyết định. Thật ra cô ấy quên tôi hay không cũng không sao, chỉ cần cô ấy không làm ra những điều tổn thương bản thân hoặc tổn thương các cậu nữa, về sau vẫn còn cơ hội gặp lại, tiếp tục làm bạn tốt. Lôi Tôn Vỗ bả vai Cốc Tố. A Huyền nói đúng, từng ý quên A Huyền không có nghĩa là sẽ không còn liên lạc với nhau, đợi khi nào em ấy tìm thấy tình yêu mới Tiếp tục quen biết à Huyền vẫn chưa muộn. Hạ Viêm Bân tò mò hỏi một câu, em ấy quên Nam Huyền, lãnh diễm không thể khống chế em ấy nữa sao? Lệ Nam Huyền nói, lãnh diễm sẽ không bỏ qua cho cô ấy. Đợi cô ấy xuất viện, các cậu sắp xếp cho cô ấy xuất ngoại. Cả các cậu cũng phải cẩn thận, bình thường phái thêm nhiều vệ sĩ bảo vệ an toàn bản thân. Hạ Viêm Bân gật đầu. Bùi Phàm nhìn đồng hồ đeo tay, đến giờ ăn tối rồi, cùng nhau đi ăn cơm tối rồi về mấy cậu thấy thế nào? Được. Lệ Nam Huyền và nhóm Hạ Viêm Bân dùng bữa xong mới trở về lệ ra, kể lại sự tình cho Lục Châu. Lục Châu ôm anh nói. Anh để một người bạn tốt gắn bó hơn 20 năm quên mất anh, chắc hẳn trong lòng rất buồn, là Hạ quyết tâm thật lớn mới hành động đúng chứ. Lệ Nam Huyền hôn chán cậu không nói gì. Lục Châu ngẩng đầu cười với anh. Nhưng anh làm như vậy là tốt cho cô ấy. Sau này tìm được người thích cô ấy, cô ấy cũng thích người ta. Chúng ta cùng nhau gặp lại, trở thành bạn thân của cô ấy. Lệ Nam Huyền thấy suy ấn trên trán cậu, hỏi. Còn chưa tìm ra cách giải quyết. Lục Châu thở dài. Sau khi anh rời đi, Phúc Thần và những người khác còn đang tranh cãi. Sau đó lại nhắc tới chuyện mấy trăm nghìn năm trước, em đành bó tay. Chuyện mấy trăm nghìn năm trước còn nhớ rõ ràng. Em gần như quên hết những chuyện xảy ra hai năm trước. Thần tiên khác với phàm nhân, Lệ Nam Huyền nhìn về phía sân yên tĩnh, hỏi. Nhóm phúc thần đâu? Nói là đến thời gian thay phiên trực, mọi người trở về địa phủ cũ. Nghèo thần đại nhân và ôn thần đại nhân cũng đi. Đều đi hết, nói là xuống xem một chút tình huống bên dưới. Lệ Nam Huyền sờ chán cậu. Xem ra phúc thần đại nhân và mọi người không thể giải suy ấn cho em, tự chúng ta tìm cách khác. Ngươi tuyệt đối không giải được. Giọng nói của nghèo thần từ dưới đất truyền lên. Ngay cả thiên đế cũng không được nghèo thần từ dưới lòng đất chui lên, cười nói. Không phải vấn đề mạnh hay không, mà là chuyện của mấy nghìn năm trước. Bởi vì một vị tiên không biết rằng một vị tiên khác có bạn tình, làm ra việc bất thường sau lưng người yêu. Thiên đế mới đặt ra quy định, tất cả các tiên nhân hoặc tiên tử âm thầm định kiếp với nhau phải đóng dấu ấn cho nhau để biểu thị bọn họ là bạn lữ của ai. Không ai được phép truy đuổi hay cướp đoạt, trừ những người làm ra dấu ấn, ngay cả thiên đế cũng không được bí mật xóa bỏ, nếu không là vi phạm thiên quy bởi vậy cho dù chúng ta có thể cởi bỏ suy ấn cũng không dám cởi bỏ lục châu nói dấu ấn của tôi không phải dấu ấn bạn lữ chứ lúc suy thần hạ dấu ấn không nói là con dấu bạn lữ chỉ coi tôi là người bình thường thôi nghèo thần bật cười lúc ấy suy thần cũng uống say hắn mà biết mình hạ dấu ấn gì lệ nam huyền đen mặt ngay tại chỗ ý của ngài đây là dấu ấn bạn đời sắc mặt lục châu cũng không tốt hoài nghi nói không thể nào Sao dấu ấn bạn đời của suy thần lại mang theo suy khí? Thế bạn đời nghe ấy không phải là? Câu nói kế tiếp, cậu không thể nói ra. Nghèo thần nói, nếu bạn đời hắn là tiên nhân, tự nhiên có thần lực khắc chế suy khí, chưa kể ấn ký còn có tác dụng bảo vệ, chẳng là tiểu châu ngươi là người phàm không thể trấn áp suy khí, không cách nào phát huy tác dụng chân chính của nó. Khóe miệng lục châu giật giật. Tôi có bạn đời rồi, không cần ấn ký của suy thần đại nhân bảo vệ. Nghèo thần ha ha cười nói, kỳ thực các ngươi không cần lo lắng, bởi vì suy thần còn lo lắng hơn các ngươi. Hắn ta có người mình thích rồi. Nếu người hắn thích biết hắn đánh ấn ký vào phàm nhân, hắn nhất định khóc lóc đến chết, đến lúc lại tới tìm ta uống rượu. Chính vì đi uống rượu với hắn, ta mới biến mọi thứ trong bảo khố của hoàng đế thành đá, sau đó bị thiên đế đuổi xuống phàm trần. Ta dám ca chưa tới mấy ngày, Hắn sẽ vội vã hạ phàm đến tìm tiểu châu. Vậy thì tốt. Lục châu thở phào, giơ tay hỏi nghèo thần. Nghèo thần đại nhân, ngài có thể thu hồi thần lực không? Trong nhẫn tôi còn rất nhiều vật có giá trị. Chắc chắn rồi. Nhưng... Nhưng cái gì? Ta muốn ở chỗ này một thời gian, đợi thiên đế gọi trở về mới thôi. Được chứ, như ngài đã tiến vào dương môn viện, nếu muốn đi ra, cần tôi đưa ngài ra ngoài, không được tự do tự tại nghèo thần không thèm để ý chờ suy thần và ôn thần trở lại thiên cung ta không còn nơi nào để đi tương lai ta sẽ ở đây mấy ngày lúc này ông thần cũng từ dưới đất chui lên nói khi nào ta trở lại thiên đình ta sẽ cầu xin thiên đế tha thứ lỗi lầm của ngươi cho ngươi sớm về thiên đình nghèo thần xua tay không không ngươi cứ coi như ta đi nghỉ phép đi ta muốn ung dung vài ngày lục châu nói với ôn thần ôn thần đại nhân Tôi đoán ngài cũng tự thân khó bảo toàn. Ôn Thần không hiểu, tại sao ta lại tự thân khó bảo toàn? Thiên đế phái ngài xuống làm nhiệm vụ, có phải chỉ sai ngài giải bệnh dịch lợn đúng không? Đúng. Lục Châu bất lực nói. Nhưng trong lúc say rượu, không chỉ có bệnh dịch lợn, bệnh gà, bệnh trâu, bệnh vịt, vân vân. Nói tóm lại là gia cầm bị lây bệnh dịch hạch. Con người chúng ta sống thê thảm, rất nhiều người ăn thịt bệnh cũng sinh bệnh nặng sắc mặt ôn thần thay đổi rõ ràng. Ta thật sự giải nhiều bệnh dịch như thế sao? Nếu không phải tôi đưa ngài về đây để ngài giải rượu, ngài có thể sẽ giải bệnh dịch chuột, dịch rắn, dịch kiến, dịch rán, dịch nhện, dịch run, dịch mũi, dịch ruồi. Không được, ta phải ra ngoài xem xét, thu hồi mấy bệnh dịch kia. Ôn thần sử dụng thuấn di, không ngờ bị kết giới bắn ngược trở về. Trước khi Lục Châu đưa hắn rời dương môn viện, nhân tiện nói nếu ôn thần đại nhân trở về thiên đình báo cáo làm phiền ngài nói suy thần đại nhân xuống giải suy ấn trên chán tôi được ôn thần biến mất trước mặt lục châu vào ngày thứ hai sau khi ôn thần rời đi bệnh dịch đã được kiểm soát một cách hiệu quả sau khi nhận được tin tức quản lý lâm và quản lý đỗ ở lệ gia lập tức trở về cục để báo cáo sự việc tuy nhiên vẫn không có cách nào giải hạn thậm chí các đạo sĩ chung tay cũng không cầu lấy một giọt mưa tuy nhiên một đạo sĩ đã phát hiện ra rằng hạn hán không phải là thiên ý mà là có đại quỷ cấp cao đang tác quái về việc con đại quỷ nào đang tác quái còn phải điều tra còn học sinh của học viện huyền thiên vẫn chưa trở về tiếp tục ngồi xe tới thành phố khác phụ giúp bắt quỷ lục châu thông qua miệng lục hằng mới biết được mấy tin tức này sau khi cúp điện thoại lục châu chắn nản nhìn trời tiếp đó quay đầu nhìn lệ nam huyền đang gọt gỗ anh đang làm gì lệ nam huyền trầm mặt nói chuẩn bị cầu suy thần Lục Châu bật cười, từ đêm khuya ngày hôm trước, sau khi lệ nam huyền nghe nghèo thần nói suy thần đánh ấn ký bạn đời, sắc mặt tối tăm đến giờ chưa từng cười qua. Anh định dùng nó đâm tiểu nhân sao? Nếu anh muốn đâm tiểu nhân có thể dùng người dơm, đâu cần cực khổ khắc hắn. Vậy anh cầu suy thần làm gì? Mời hắn xuống, xóa sạch suy ấn cho em. Thực ra lệ nam huyền không muốn tự mình tạc tượng suy thần, nhưng ngoài thị trường không bán tượng suy thần nào, cho nên anh đành phải tự mình tạc một cái. Sở dĩ anh vội vàng như thế là bởi vì một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, nếu đợi suy thần thì không biết phải chờ tới năm nào tháng nào, chẳng bằng tự mình khắc tượng thần gọi ngài ấy xuống. Lục Châu bật cười, choàng tay qua vai anh, hôn lên má anh một cái. Anh dâu, anh dâu giọng nói kích động của lệ nam y từ ngoài sân truyền đến, sau đó, thân ảnh chạy vào trong viện hỏi. Anh, anh dâu, em muốn đi bắt quỷ với các chị họ có được không? Bắt quỷ. Lục Châu nhớn mi. Em bây giờ còn chưa học được ra lông, muốn cùng người khác đi bắt quỷ. Em muốn đi xem các chị họ bắt quỷ làm sao. Lục Châu nhìn lệ nam huyền sậm mặt tạc tượng, thấy anh không lên tiếng phản đối, nói. Mọi người tính đi đâu bắt quỷ. Mấy chị họ nhận nhiệm vụ ở chỗ chú định là ở thành phố Xuân Hán, tụi em đến đó bắt quỷ. Vậy em phải bảo vệ mình thật tốt, đừng để bản thân bị thương, đừng ảnh hưởng các chị họ biết chưa? Nếu không giải quyết được thì nhớ gọi cho các anh. Còn có, khi nào rảnh rỗi nhớ tu luyện, đừng. Biết rồi, dài dòng. Lệ Nam Y lo lắng các chị họ không chờ mình, vội vàng rời dương môn viện. Lục Châu thở dài. Lại chê em dài dòng. Lệ Nam Huyền ngừng đầu, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Nam Y sắp tới thành phố Xuân Hán, cậu đi xem nó định làm gì. Nói xong, anh cúp điện thoại. Lục Châu hiếu kỳ. Tại sao lại phái người theo dõi tiểu y? Anh sợ em ấy xảy ra chuyện. Trước kia sợ quỷ, bây giờ nói muốn bắt quỷ, không kỳ quái sao? Đúng là kỳ quái, nhưng cũng có thể là ở nhà ngạt thở, muốn ra ngoài thông khí. Em mới ở nhà nín hai ngày đã không chịu nổi. Hôm nay anh sẽ khắc xong suy thần, em rất nhanh có thể ra ngoài. Lục Châu vui vẻ ôm vai anh. Nam Huyền, làm sao bây giờ? Lệ Nam Huyền liếc cậu một cái. "Cái gì làm sao bây giờ? Hiện tại em đã thành thói quen mỗi ngày có anh ở bên cạnh, nhưng chờ sang năm anh về quân khu, em nhất định không nỡ, có thể sẽ nhốt anh, không cho anh về quân khu." Lệ Nam Huyền cười nói, "Nếu đến lúc đó anh bị điều đi, em có thể sống trong quân khu cùng anh. Chúng ta mỗi ngày vẫn có thể gặp nhau." "Không giống. Đến lúc đó anh không thể ở bên cạnh em mọi lúc như bây giờ. Anh phải huấn luyện" Phải làm nhiệm vụ. Em hối hận lắm. Em hối hận đã đăng ký vào trường Đại học Kinh Đô. Em nên xin nhập ngũ mới đúng. Như vậy có thể cùng anh thi hành nhiệm vụ, ở chung chỗ với anh mỗi thời mỗi khắc. Chứ không nói đến việc em đã quá tuổi nhập ngũ, sau khi vào học viện quân sự, lúc đó sẽ đi vào huấn luyện khép kín. Nói chung, mỗi tuần hoặc một tháng chỉ có thể ra ngoài một lần. Em muốn gặp anh còn khó hơn. Chưa kể, sau khi nhập ngũ, em nghĩ rằng có thể trở thành lính của anh ư? coi như anh có thể điều em tới bên cạnh, với năng lực tân binh như em, ít nhất phải chờ thêm 3, 4 năm mới đủ điều kiện đi làm nhiệm vụ cùng anh. Em có nên vui mừng vì không chọn trường quân sự không? Có điều, nếu anh bị điều đi, làm sao em có thể đi học? Tuy nhiên, mục đích cậu thi vào đại học là bởi vì liên tục không trúng tuyển đại học nên không cam lòng, chứ không phải thật lòng thích lên đại học, chuyện có đi học hay không cũng không quan trọng, vì vậy Lục Châu không xoắn xuýt nữa. Lệ Nam Huyền không tiếp tục nói chuyện với cậu, bởi vì bức tượng trong tay hắn cần phải tạc trước 3 giờ chiều nay, bởi vì 5 giờ là giờ tốt, rất thích hợp để đến đạo thiên quan khai sáng. Anh đã sớm hẹn la quan chủ rồi, giúp anh khai quang tượng thần. Khi la quan chủ nhận được pho tượng lệ nam huyền gửi tới lúc 4 giờ 30 phút, nhất thời chết lặng. Đây là tượng thần sao? Đây là tượng thần xấu xí nhất mà ông từng thấy trong số tất cả các tượng thần kể từ khi vào đạo quan tới nay. Không chỉ được làm thủ công thô giáp mà còn gần như không thể nhìn ra đó là hình người nếu ông mà khai quang ước chừng thần tiên hiện thân sẽ bóp chết ông la quan chủ hỏi người tới đưa tượng thần cậu chắc chắn không cầm nhầm tượng thần đấy chứ người bảo vệ tới đưa tượng thần xấu hổ đáp cái này do chính tay lệ thượng tá giao cho tôi tuyệt đối không sai la quan chủ tranh thủ chưa tới giờ khai quang nhanh chóng gọi điện thoại cho lệ nam huyền xác nhận lệ thiếu tá anh thật sự muốn khai quang cho tượng thần này lệ nam huyền gật đầu đúng anh tìm ai mua tượng thần? Có phải bị lừa hay không? Nếu không phải không nghe nói lệ ra phá sản, ông còn tưởng lệ nam huyền không có tiền mua tượng thần. Chính tôi tự khắc. La quan chủ. Lệ nam huyền nhìn thời gian nói. Còn 5 phút, mời la quan chủ nắm chắc thời gian khai quang. Nhưng nếu anh thật sự mời thần tiên hạ vào tượng thần này, sẽ xúc phạm thần tiên. Tôi không sợ đắc tội hắn. Đừng nói lệ nam huyền không sợ suy thần. Bây giờ ngay cả ý niệm đánh suy thần đều có là quan chủ bội phục lệ Nam Huyền đến mức ngũ thân chạm đất. Được rồi, tôi lắm miệng hỏi thêm một câu, đây là tượng thần của vị nào? Duy thần, là quan chủ. Chú thích, ngũ thân chạm đất, tức là dùng hai tay, hai đầu gối và đầu chạm xuống đất, ám trị sự ngưỡng mộ đến cùng cực. Chương 185, Phá vỏ 7 giờ tối, tượng thần sau khi khai quang được đưa trở lại khuôn viên nhà họ lệ. Lệ Nam Huyền và Lục Châu tình cờ ăn xong bữa tối no nê, Lục Châu biết tối nay Lệ Nam Huyền sẽ mời suy thần, vì vậy cậu đặc biệt muốn xem bạn đời mình trông đẹp trai cỡ nào lúc mời thần. Đáng tiếc suy khí trên người cậu sẽ ảnh hưởng tới pháp lực của Lệ Nam Huyền, không thể làm gì khác hơn là ở trong dương môn viện chờ anh. Lệ Nam Huyền bày pháp đàn bên ngoài cửa từ đường. Nếu là bình thường, khẩn cầu các thần tiên hạ phàm rất khó khăn, nhưng lần này thì khác, bởi vì ấn ký của suy thần đang ở trên người Lục Châu. Nên trước khi Lệ Nam Huyền hoàn thành thủ tục mời thần, một chùm ánh sáng vàng lập tức rơi xuống từ trên trời, chui vào bức tượng thần nhỏ do Lệ Nam Huyền điêu khắc. Tượng thần nhỏ trừng lòng bàn tay Lệ Nam Huyền, hai mắt khắc một lớn một nhỏ, không có sống mũi, chỉ có hai lỗ mũi nhỏ, miệng thì khắc ngoằn ngoèo, tóc thì khắc lộn xộn, một sự thất bại toàn tập. Tượng thần nhỏ trên bàn lung lay, mở miệng khẩn trương hỏi: "Lục Châu, Lục Châu ở đâu?" Nó giống như con cương thi, nhảy tới nhảy lui trên pháp đàn mau trả suy ấn lại cho ta. Lễ Nam Huyền hừ lạnh, xoay người rời đi. Tượng thần nhỏ vội vàng nhảy lên bàn chạy theo. Người phàm, tại sao ngươi lại làm cho ta tượng thần nhỏ như thế, lúc ta nhìn người còn phải tốn sức ngửa đầu. Nó nhảy lên hai lần trước khi trực tiếp nhảy lên vai Lệ Nam Huyền. Lục Châu đâu? Chờ lát nữa ngài có thể gặp em ấy. Lễ Nam Huyền đưa suy thần tới Dương Môn Viện. Vừa vào trong sân, suy thần bị khung cảnh sôi động làm cho giật mình ở đây náo nhiệt quá. Lục Châu thấy lệ nam huyền trở về, vui vẻ đi tới trước mặt anh. Mời suy thần được không? Lệ Nam Huyền chỉ chỉ tượng thần nhỏ trên bả vai. Lục Châu. Tượng thần nhỏ kích động hét lên, không chờ Lục Châu hỏi thăm, nó lập tức thu hồi suy ấn. May quá, may mà thu về không cho bách hoa tiên tự biết. Lục Châu. Phúc thần đại nhân, bắt lấy. Lệ Nam Huyền cầm lấy tượng thần, vỗ vài cái rồi ném về hướng phúc thần đang ngồi trong đinh hóng mát a à. duy thần la to thằng nhóc chết tiệt dám ném ta phúc thần bắt lấy bức tượng nhỏ theo bản năng nhìn một cái rồi ha ha cười to duy thần ngươi xấu quá đi thôi phong bá cười nói duy thần ngươi cũng có hôm nay chờ ta trở lại thiên đình nhất định phải nói cho bách hoa tiên từ chuyện ngươi đóng suy ấn lên người phàm duy thần vội vàng nói Đừng! Chuyện này nhất định không được nói cho Bách Hoa tiên tử. Phúc thần cười nói. Ngươi nói hay không cũng thế thôi. Dù sao thì Bách Hoa tiên tử cũng không thích ngươi. Ngươi chết tâm đi. Suy thần hừ lạnh. Ta biết Bách Hoa tiên tử thích ngươi. Phúc thần sừng sốt. Ai nói nàng thích ta? Nàng thích tử vi tinh quân. Ngươi đúng là đồ ngu xuẩn. Chẳng trách mỗi lần làm chuyện gì cũng nhắm vào ta. Ta còn đang bực không biết bản thân đắc tội ngươi chỗ nào. Nếu nàng không thích ngươi tại sao tặng đồ cho ngươi, còn tỏ vẻ e dè thẹn thùng. Phúc thần tức giận lườm hắn một cái, nàng tặng đồ cho ta khi nào? Nàng ấy chỉ đưa đồ nhờ ta chuyển cho tử vi tinh quân. Không lẽ ngươi vì vậy mà cho rằng nàng ấy thích ta? Duy thần. Hắn vừa nhìn thấy bách hoa tiên tử tặng đồ cho phúc thần, hiểu nhầm bách hoa tiên tử thích phúc thần. Với lại, mỗi lần bách hoa tiên tử gặp mặt hắn đều làm bộ mặt cáo kỉnh, nhưng gặp phúc thần lại mỉm cười xinh tươi, thế nên hắn mới nhầm tưởng bách hoa tiên tử thích phúc thần, suy thần vẻ mặt đưa đám nói tiêu rồi, vậy ta càng không có hy vọng. Tử vi tinh quân dáng vẻ đường đường, lại kiến thức uyên bác, không phải người mà suy thần hắn có thể so sánh. phúc thần bật cười, ngay từ đầu ngươi đã không có hy vọng. ta ta, suy thần biến nỗi buồn thành sức mạnh, giống to, ta phải đóng suy ấn lên người tử vi tinh quân, lệ nam huyền lục châu vui vẻ nhỏ giọng nói bên tai lệ nam huyền tổng thống hiện tại không phải tử vi tinh quân sao lệ nam huyền gật đầu đúng là mong chờ suy thần đóng suy ấn lên người tổng thống lệ nam huyền giận cười tổng thống mà xui xẻo chúng ta cũng không gặp may lục châu mấy người không được phép bắt nạt anh em của ta nghèo thần chui ra thấy tượng thần nhỏ xấu xí trên bàn cười to suy thần ngươi thật xấu xí chúng ta tuyệt giao duy thần tức giận xoay người đưa lưng về phía hắn xin lỗi nhào thần ngồi xuống hỏi ta nghe tiểu châu nói lúc chúng ta uống rượu say dưới địa phủ người vô tình thả suy khí khiến địa phủ đại loạn vậy lúc ngươi về thiên đình có bị phạt hay không giờ mà hỏi có ích gì thiên đế tức giận thiếu chút nữa ta bị cắt trước hạ phàm may mà có trả lục châu đưa cho thiên đế nể tình mấy lá trả tha cho ta một lần yêu cầu ta trở về tiên phủ đóng cửa suy gẫm nửa năm không phải hạ phàm cũng may mà tên đó suy thần nhìn về phía lệ nam huyền mời ta hạ phàm nếu sống suy ấn sẽ đi theo lục châu cả đời có thể phải chờ tới kiếp sau mới thu hồi về được lệ nam huyền lục châu cả kinh nói suy thần đại nhân ngài ngài thực sự đưa trả cho thiên đế đương nhiên thiên đế còn khen không dứt miệng suy thần cười nói khi nào ta trở về thiên đình có thể cho ta thêm trà không? Lục Châu, mấy vị thần tiên này khẩu vị đúng là nặng, thích uống cả phù chú. Nhóm Phúc Thần hiếu kỳ hỏi. Tiểu Châu, rốt cuộc là trà gì mà đến cả thiên đế còn cảm thấy uống ngon? Ông lão nói. Tiểu Châu, có phải cháu cất giấu, chúng ta quen nhau bao lâu, sao không thấy cháu chiêu đãi chúng ta chẳng ngon. Lục Châu cảm thấy vô cùng oan khuất, rút một tờ ngân phù. Đó không phải trà, là phù chú. Cháu viết mấy tờ ngân phù giải rượu, đốt rồi bỏ vào trong nước. Mọi người, duy thần nhảy tới bên cạnh bàn, nhưng ngươi nói là trà. Lục Châu che chán. Tôi muốn ngài tỉnh rượu, để khiến ngài tỉnh rượu mới gạt ngài là nước trà. Mọi người nghe xong bật cười ha ha. Duy thần. May mà Ngọc Hoàng không phát hiện ra đó là phù chú, không thì hắn thảm. Lúc này, đại bạch đàn nhảy lên trên bàn trà. Hống hống. Duy thần giật mình, hỏi. Đây là cái gì? Hống hống đại bạch đàn hưng phấn nhảy về phía trước mấy cái, đè suy thần xuống dưới thân. Đây là cái gì? Mau tránh ra. Suy thần dùng thần lực đánh văng đại bạch đàn qua một bên. Phong thần đứng dậy, chỉ đại bạch đản nói. Vỏ trứng nứt rồi, mọi người mau tránh ra. Trong tích tắc, tất cả mọi người chui xuống dưới lòng đất. Lệ Nam Huyền vội vàng kéo Lục Châu trốn phía sau nhà. Các ngươi đều đi rồi, ta phải làm sao đây? Ta trốn đi đâu? duy thần đứng bên cạnh đại bạch đản do dự không biết trốn đi đâu bỗng nhiên một tiếng nổ vang đại bạch đản nổ tung vỏ trứng chia năm sinh bảy bắn tư phía duy thần bị nổ bay một làn khói trắng mù bay ra lục châu cả kinh nói tại sao đại bạch đản lại nổ kỳ lân nhỏ bên trong có sao không lệ nam huyền trấn an cậu yên tâm đi em có chuyện nó cũng sẽ không có chuyện lục châu đợi khói trắng tan hết mới nhìn ra ngoài thấy một đứa bé trắng nõn non nớt trên bàn đá ước chừng một tuổi rưỡi. Cậu kinh ngạc bước tới, nhìn đứa bé đáng yêu đang cười khúc khích nhìn mình. Cái này, đây là đại bạch đàn. Đứa bé giống lên một cách thích thú. Lục Châu vui vẻ ôm lấy nó. Thật sự là đại bạch đàn. Nó có thể biến thành hình người. Lệ Nam Huyền nhấn mày. Đám người phúc thần cui ra khỏi mặt đất, cười nói. Cuối cùng cũng ra khỏi vỏ. Chúc mừng, chúc mừng. Nó có thể là kỳ lân duy nhất trên đời. Tiểu Châu, các cậu phải bảo vệ nó thật tốt. Lục Châu hỏi: "Kỳ Lân duy nhất trên đời. Vậy tộc nhân của nó đâu? Trong trận đại chiến một vạn năm trước, tộc Kỳ Lân xuất hiện phản đồ, hại chết cả tộc Kỳ Lân." Phong bá nhéo mặt tiểu Kỳ Lân. Con tiểu Kỳ Lân này cũng coi như mạng lớn, đi theo Hắc Long bị phong ấn hơn 10.000 năm vẫn may mắn sống sót. Lệ Nam Huyền càng nhìn càng cảm thấy tiểu Kỳ Lân giống Lục Châu. Anh véo mặt Lục Châu và tiểu Kỳ Lân kiểm tra, đúng là giống nhau như từ một khuôn đúc ra. Sao tiểu Kỳ Lân lại giống Lục Châu như thế? Lục Châu nhìn thử. Đúng là giống em lúc nhỏ y như đúc. Phúc thần nói, chắc là nó muốn thành con của cậu nên mới thay đổi hình người trong quá trình ấp trứng, theo bản năng biến hóa thành dung mạo của cậu. Lục Châu hỏi, không phải mỗi một yêu thú đều có hình dáng đặc thù sao? Phải, nhưng cũng có yêu thú muốn trở thành một ai đó, sẽ biến thành hình dáng người đó. Lục Châu lệ nam huyền câu môi. Như vậy cũng không tồi vừa vặn làm con trai chúng ta tiểu kỳ lân hào hứng hống hống lục châu nói nam huyền nếu nó giống anh là được rồi tiểu kỳ lân ngừng động tác một hồi nghiêng đầu nhìn lục châu không thích nó giống cậu sao lệ nam huyền hỏi tại sao mẹ vẫn luôn mong ngóng một đứa cháu trai nếu tiểu kỳ lân giống anh có thể khiến bà vui vẻ một thời gian tiểu kỳ lân không hiểu ý của cậu nhưng lục châu muốn nó giống lệ nam huyền vậy thì nó biến thành lệ nam huyền là được rồi sau đó ngũ quan của nó bắt đầu mơ hồ chuẩn bị biến hóa lại gương mặt lệ nam huyền câu mày anh nghĩ nếu nó giống anh sẽ khiến anh cảm giác có người đang cướp em khỏi anh giống em thì tốt hơn không giống anh tốt hơn em thích nó giống anh có thể khiến mẹ vui vẻ trước khi đám nam hạo kết hôn sinh con có thể đưa tiểu kỳ lân làm cháu nội của mẹ này ông lão ôm tiểu kỳ lân tới hai đứa đừng cãi vã nữa còn ồn ào nước coi chừng tiểu kỳ lân biến không ra mặt lục châu và lệ nam huyền thấy gương mặt tiểu kỳ lân đổi tới đổi lui dường như không chắc chắn mình sẽ biến thành gương mặt nào lục châu hấp tấp nói biến thành dáng vẻ lệ nam huyền lệ nam huyền gương mặt tiểu kỳ lân cố định biến thành bộ dáng lệ nam huyền lúc còn nhỏ lục châu vui vẻ ôm nó lên hôn liên tục từ nay về sau con gọi là lệ kỳ lân Ngày mai ba ghi tên con vào trong sổ hộ khẩu. Lệ Kỳ Lân vui vẻ hống to. Lục Châu nói. Lúc con biến thành nhân loại không được gầm to, phải theo chúng ta học cách nói chuyện của loài người. Lệ Kỳ Lân gật đầu. Lục Châu mỉm cười với Lệ Nam Huyền. Anh nghĩ, nếu chúng ta đưa nó tới chỗ mẹ, mẹ có vui hay không? Lệ Nam Huyền bất đắc sĩ nói. Đương nhiên là vui. Mẹ chờ mong rất nhiều năm, hy vọng anh sớm kết hôn sinh con. Có điều chắc là sẽ bị dọa sợ. Sáng mai chúng ta gửi con tới viện của mẹ. Lệ Nam Huyền. Sáng hôm sau, Lam Nhược Nhiễm thức dậy ra ngoài đại sảnh, thấy một đứa trẻ giống hệt con trai bà hồi nhỏ đang ngồi trên ghế sofa bấm điều khiển từ xa. Hết chương 185.